Ajantika là tiếng Sanskrit, có nghĩa là cực ác. Nếu quý vị đề nghị những người này làm một việc gì tốt lành, họ sẽ không bao giờ làm. Thay vì cho ai một đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịch đồng tiền trong tay, khiến cho chất đồng phải tan chảy. Nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó, phản ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ. Tiền của tôi là để cho tôi xài, tại sao tôi phải cho người khác? Tuy nhiên, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể giúp cho những người này thoát khỏi sự mê muội suy nghĩ tối tăm của họ. Những người không muốn giúp đỡ người khác là những kẻ không hề có chút ánh sáng trong tự tánh của mình. Do vậy, đó là hạng người tối tăm ngu muội. Đoạn văn trên đề cập đến tham và sân. Đoạn kinh này nói đến tâm si. Kinh Pháp Hoa nói rằng, nếu có người nhiều tâm sân hận, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm si mê. Có một người rất giàu, rất ham tiền và không muốn chia sẻ cho ai cả. Ông ta có 3 người con. Ông đặt tên cho người con trưởng là vàng, người con thứ hai là bạc, người con thứ ba, ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc thiện thay vì tích chứa. Thế nên ông đặt cho con tên là Nghiệp Chướng. Khi ông sắp lâm chung, ông gọi người con trưởng lại và nói, ta sắp đi rồi, con đi với ta chứ. Vàng nói, ông già dở hơi, làm sao con lại chết với cha được? Bình thường cha thương con nhất, sẽ đến lúc chết cha lại muốn hại con. Vàng không muốn đi với cha. Ông nghĩ, thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ. Rồi ông gọi bạc đến, anh con không muốn đi với cha, con đi chứ, con rất là có hiếu. Đứa con thứ hai trả lời, nếu cha chết thì cứ chết một mình. Dù con là con của cha, nhưng con không thể nào chết theo cha được. Cha thật là kỳ cục, con còn quá trẻ. Vàng không muốn chết theo cha, bà cũng vậy. Ông gọi người con thứ ba là Nghiệp Chướng. Ngày thường con rất ngỗ nghịch, thế nên cha không thương con lắm. Nhưng nay cha sắp chết, anh vàng và bạc của con không muốn theo cha. Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể theo cha không. Nghiệp Chướng đáp, con chẳng cần phải suy nghĩ gì, dĩ nhiên là con sẽ đi. Này cha xem vàng và bạc là những người mà cha rất yêu quý, mà họ lại không đáp ứng được yêu cầu của cha. Nhưng con, Nghiệp Chướng, thì sẽ theo cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha, và đến khi chết con cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất. Chẳng có thứ gì mang theo được, chỉ có Nghiệp Chướng sẽ theo mình. Người cha suy gẫm lại, thấy toàn bộ vàng và bạc mà ông đã tích lũy sẽ đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ, trong khi mình phải chết. Ông dâng tràn một niềm hối hận sâu xa. Ông suy nghĩ, ước gì mình sẽ cất một ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại. Nhưng đã quá muộn, nay ta sắp chết rồi. Đạo lý của câu chuyện này là, đừng như ông già kia, nếu quý vị có phương tiện, hãy làm ngay những việc tốt lành. Ha ha ha, 问什么的说